Tú Anh xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, phải nói rằng xinh đẹp là một lợi thế vô cùng to lớn. Cho dù cô gái đó có là tội phạm đi chăng nữa thì vẫn được cảnh sát yêu ái mà để mắt tới. Và ở đoạn kết của tập truyện lần trước thì Tô Dịch Nhi có phát hiện ra một căn hầm bí mật trong nhà của Lục Nam Thành. Vậy thì liệu rằng trong căn hầm đó sẽ có gì đây? Và sau khi Nam Thành phát hiện ra Dịch Nhi lẻn vào bên trong đó thì phản ứng của anh sẽ là gì? Thì mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ngày hôm nay để tìm câu trả lời nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Cô vội vã quay đầu nhìn lại, cổ áo của cô đang bị anh lôi về phía sau. Anh đứng tựa vào tủ, dùng gương mặt lạnh lùng mà nhìn cô. Không ngờ dưới tầng hầm lại có một con chuột to như thế này đấy. Cô cười gượng rồi vùng vẫy. Cho dù tôi có đột nhập tự tiện thì anh cũng không nên so sánh tôi với chuột chứ. Anh thả ra, thả tôi ra. Nhìn cô vùng vẫy mà không sao thoát ra được, anh bật cười. Anh định trêu cô một chút, thả tay ra đột nhiên khiến cho người cô đổ nhào về phía trước. Cô tưởng rằng mặt mình sắp chạm đất đến nơi thì anh vòng tay qua giữ eo của cô lại rồi kéo thật mạnh khiến cho cả người của cô đập vào người của anh. Cô nằm gọn trong lòng của anh, cả hai người có chút xấu hổ. Anh đỏ mặt, tim đập nhanh và nhanh chóng đẩy cô ra. Rõ ràng là cả hai đều có cảm xúc bối rối khi chạm vào nhau. Rốt cuộc thì ai nói cho cô biết nơi này chứ? Chẳng là ai cả, tôi tự mò ra thôi. Sao cơ? Tôi tưởng cô chỉ có tài móc túi thôi. Không ngờ cô còn có cả tài vô duyên này nữa sao? Anh đang khen hay là cố ý nói xấu tôi đấy? Cô ngước lên nhìn tủ súng, ánh mắt sáng long lanh như muốn có được thứ gì đó. Anh chống tay nhìn cô mà cảm thấy thật buồn cười. Tôi không ngờ một cô gái như cô mà lại thích mấy thứ này đấy. Cô làm ngơ câu nói của anh mà ánh mắt cứ tập trung vào mấy khẩu súng đang cất trong tủ. Thấy cô có hứng thú với mấy món đồ đó, anh chủ động ra điều kiện với cô. Muốn động vào nó thì phải trả phí, dù gì thì cô vẫn phải trả tiền cho tôi thôi mà. Một công đôi việc, cô được nghịch súng, tôi được tiền. Cô quay sang lưỡng lự nhìn anh rồi lắp bắp nói. Nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Không có tiền sao? Có gì trả nấy, đều được cả. Cô ngẩn người ra như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ xong thì bèn đứng ra xa, hai tay chống vào eo và xoay xoay một vòng. Xoay xong thì cô mỉm cười hỏi anh. Anh thấy thân hình của tôi thế nào? Có đẹp không? Anh có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô, thế nhưng vẫn trả lời, nhìn cô một lượt rồi nói. Ngực 85, eo 56, mông 90. Cô có số đo 3 vòng cũng chuẩn đấy chứ. Nói chung là hợp. Cô hốt hoảng lấy hai tay mà che người, mắt ngơ ngác nhìn anh. Tên biến thái, sao anh biết số đo 3 vòng của tôi? Tôi nhìn bằng mắt đấy, cô gái. Vậy tại sao anh nói là hợp chứ? Hợp nghĩa là sao? Thì là hợp với tiêu chuẩn của tôi thôi mà. Tai của anh bỗng đỏ ửng lên, kiểu đang ngại ngùng. Nghe xong thì mặt cô tươi tắn hơn. Anh lo ngại cô sẽ hiểu lầm là anh thích cô với chỉ một câu nói đó. Cô tiến sát đến trước mặt anh mà hỏi. Anh thích tôi đấy à? Anh lo ngại, sợ cô sẽ hiểu lầm là anh thích cô chỉ với một câu nói đó. Cô tiến sát đến trước mặt anh mà hỏi. Anh thích tôi à? Đang mơ sao? Tôi mà thích cô đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Mặt cô hầm hầm đánh mắt nhìn về hướng chiếc mô tô kia. Anh để ý lại hỏi cô tiếp. Thì có muốn trả phí hay không đây? Tôi biết rồi, tôi sẽ bán thân cho anh được chưa? Bán thân sao? Cô nói bán dễ dàng thế nhỉ? Ngài cảnh sát à? Anh phải cảm thấy biết ơn khi mà có một cô gái tuyệt vời giống như tôi đồng ý bán thân cho anh chứ? Cô chọc chọc ngón tay vào người của anh mà nói. Anh chuyển biến sắc mặt, nắm chặt lấy bàn tay của cô.
Cô đứng hình, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt của anh khiến cho cô có phần sợ sệt. Cô nuốt nuốt xuống nước bọt, giọng bắt đầu run run. Anh thẳng tay hất cô ra. Đùa với cô thế là đủ rồi đấy. Mau rời khỏi nơi này ngay lập tức đi. Cô rất muốn có được chiếc mô tô kia, nhưng mà anh lại đùng đùng tức giận đuổi cô đi rồi. Cô làm ra bộ mặt tội lỗi, nghiêng đầu sang một bên nói với anh. Tôi sẽ đi, nhưng mà trước khi đi, anh có thể cho tôi thử qua chiếc mô tô ở đằng kia được không? Anh đánh mắt nhìn qua chiếc mô tô rồi nhìn cô nhíu mày. Tôi bắt đầu nghi ngờ về giới tính của cô rồi đấy, Tô Dịch nhỉ? Cô bén lẽn cầm lấy vạt tay áo của anh, lay lay nhẹ như đang làm nũng. Ngài cảnh sát à, chỉ cần anh cho tôi chiếc mô tô đó thì tôi sẽ bán thân cho anh, có được không? Thì ra cô chỉ đáng giá bằng một cái xe đó thôi sao? Cô gật đầu rồi nói. Thì anh nghĩ thế nào cũng được. Anh trầm tư suy nghĩ một lát rồi đồng ý ngay. Nếu cô nói vậy rồi thì cho cô đấy. Cô nhảy cẫng lên đầy sung sướng, chạy đến bên chỗ chiếc xe. Cô nhìn chiếc xe như nhìn thấy vàng, tay liên tục sờ lên bề mặt của chiếc xe. Anh đứng một bên nhìn thái độ của cô, cảm thấy con người của cô thật khác so với tất cả những cô gái khác mà anh đã từng tiếp xúc. Sau khi ngắm nghía xong, cô lấy chìa khóa được cắm ở đó, nhét vào trong lòng bàn tay, đi tới chỗ của anh. Cảm ơn anh, cảnh sát Lục. Tọa nguyện rồi thì đi ra ngoài đi. Cô lưỡng lự, hai tay nắm chặt lấy chìa khóa, dường như cô đang phân vân về một điều gì đó. Cô nhìn anh, mắt chớp liên tục, rồi bỗng chốc cô tiến thật nhanh đến gần chỗ anh, tay nắm chắc vào vạt áo của anh, kéo anh cúi xuống, còn mình thì kiễng chân lên. Cô thơm vào đôi môi của anh một nụ hôn cảm ơn. Anh đưa cả người ra, nhìn cô chằm chằm. Cô... đây là quà... quà cảm ơn của tôi. Cô nhăn mặt chạy ra ngoài thật nhanh. Sau khi ra khỏi tầng hầm, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân nhiệt của mình bỗng nhiên tăng lên rất rất nhiều. Mình vừa hôn anh ta sao? Tại sao tự nhiên mình lại làm như vậy chứ? Cô bỗng nghĩ ngợi, đưa tay lên môi rồi bất giác mỉm cười. Cô chạy đi, vừa chạy vừa ngâm nga mà hát. Trong hầm, anh vẫn chưa khỏi ngơ ngác, cũng đưa tay lên đôi môi của mình. Hình ảnh của cô ban nãy xuất hiện trong đầu của anh. Trước giờ anh chưa hôn ai, cũng chưa được ai hôn, thế nên có thể nói đó chính là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Một cảnh sát tài năng lại chưa từng có hơi phụ nữ, thật là khó tin. Thế nhưng đối với anh, đó chính là sự thật. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đang nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Cô bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài mà hỏi Sai Kiệt. Anh quản gia ơi, có chuyện gì thế? Không có gì đâu, Tô tiểu thư. Là đội điều tra thiên du của thiếu gia, tập trung lại để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thôi. Thì ra là vậy. Mà anh quản gia, từ sau không phải gọi tôi là Tô tiểu thư gì đó đâu, gọi tôi là Tiểu Dịch là được rồi. Nhưng mà tôi cũng chỉ là người hầu, được đặc cách hơn một chút trong căn nhà này thôi mà. Mà tôi cũng không phải tiểu thư gì cả. Dạ được rồi, Tiểu Dịch. Gia Kiệt bối rối khi gọi cô như vậy. Cô đi xuống vỗ vai của Gia Kiệt rồi bước xuống nhà. Cô tính ra bên ngoài để xem có bao nhiêu người mà nhộn nhịp đến như vậy, thì bất ngờ anh từ bên trong chạy ra. Cô ngây người nhìn anh trong bộ đồ đồng phục cảnh sát, vô cùng lịch lãm. Cô lon ton theo anh ra bên ngoài. Đám ồn ào vừa gặp anh là ai nấy đều im lặng, đứng rất nghiêm chỉnh, rồi tất cả hô to. Đội trưởng. Anh đang chỉnh lại vạt áo nên đã gật đầu thay cho lời chào. Thấy cô xuất hiện, đội điều tra lại quay sang nghiêm chỉnh chào cô. Chị dâu. Hai từ chị dâu khiến cho cô ngơ ngác. Cô muốn chắc chắn rằng xung quanh đây ngoài cô ra thì không còn ai nữa cả. Biết là bọn họ chào mình, cô cũng giơ tay lên chào lại, nhưng mà có chút gượng gạo. Anh nghe đàn em của mình nói như vậy thì cũng ngơ ngác không kém. Anh liếc mắt nhìn Mạc Bằng, khiến cho Mạc Bằng chột dạ đứng không vững. Bọn họ gọi cô là chị dâu cũng có lý do cả đấy chứ. Anh quay sang nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười. Tự dưng được làm chị dâu khiến cho cô cảm thấy thích thú vô cùng. Anh thì khác, mặc dù gương mặt cau có khó chịu nhưng chẳng hề để ý. Đi thôi. Rõ. Cả đội rẽ sang hai bên để anh đi trước, sau đó thì hai hàng xếp ngay ngắn đi theo sau.
Cô nhìn theo rồi nghĩ ngợi trong lòng. Nếu như năm xưa mình được học đại học thì chắc chắn rằng mình sẽ thi làm cảnh sát rồi. Sau khi anh rời đi, cô nhận được một cuộc điện thoại của Giản Phong. Dịch Nhi, ra quán cà phê X đi. Ba anh có chuyện muốn nói với em. Dạ vâng, đợi em một lát nhé. Cô cúp điện thoại, gương mặt đầy đăm chiêu. Bác Giản có chuyện gì muốn nói với mình sao? Tại quán cà phê X, cô lái chiếc xe mô tô hôm qua đến chỗ hẹn. Gia đình của Giản Phong đã đợi cô ở đó được một lúc rồi. Bác Giản. Chị Tiểu Dịch. Dịch Nhi, em tới rồi đấy à? Giản Phong kéo ghế cho cô. Cô ngồi xuống, ba của Giản Phong liền hỏi ngay. Bác nghe nói ba của con đã bị sói đen đưa đi sao? Dạ vâng, bây giờ ba con sống chết thế nào con cũng không biết ạ. Nghe đến đây, mặt của ai nấy đều trở nên buồn bã. Giản Đan, em gái của Giản Phong, liền hỏi cô. Tiểu Dịch, vậy bây giờ chị ở đâu? Hay là chị tới nhà của em đi? Cô lắc đầu rồi đáp. Chị không thể nào gây phiền phức cho mọi người được. Chắc là bọn Garrick sẽ còn tìm chị. Hơn nữa, chị có nơi để ở rồi. Chị không sao đâu, em không phải lo nha. Vậy chị đang ở đâu? Giản Phong đột nhiên chen lời. Là nhà của cảnh sát Lục Nam Thành. Sao cơ? Giản Đan vô cùng bất ngờ. Dù sao thì anh ta cũng là cảnh sát, Dịch Nhi ở đó cũng rất an toàn. Giản Phong nói giúp cho cô, nhưng điệu bộ lại có chút buồn rầu. Khi mà người trong quán rời đi vội, ba của Giản Phong mới lấy trong túi ra, đưa cho cô một cuốn sổ tay đã cụ nát. Ông nhất quyết bắt cô nắm chặt lấy nó và dặn dò. Tiểu Dịch, đây là thứ mà trước đây bác và ba của con vì nó mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con hãy giữ lấy nó, và nếu cần thiết thì hãy đốt nó đi cũng được. Bác Giản, cái này là... Bác không thể nào nói rõ cho con biết. Nhưng mà Tiểu Dịch, bọn chúng đã tìm được tới ba của con rồi, thì sẽ có ngày bọn chúng tìm đến chỗ của bác. Đến lúc đó, cuốn sổ này rơi vào tay bọn chúng là một điều không thể được. Nhưng mà... Con giúp bác bảo vệ cho nó, đừng để nó rơi vào tay của sói đen. Giản Phong và Giản Đan nhìn cô với ánh mắt mong cô đồng ý. Trước tình hình này, cô đành phải gật đầu để nhận. Dạ vâng, vậy thì con sẽ nghe theo bác, con sẽ giữ cuốn sổ này. Đúng lúc đó, có một đoàn xe cảnh sát đi qua. Tiếng xe vang lên khắp quán, khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì mà lại huy động nhiều cảnh sát như vậy chứ? Cô đứng dậy nhìn ra ngoài thì nhận ra đó là đội điều tra Thiêm Dô. Cô nghi hoặc là có người liên quan tới sói đen. Tại sao lại có nhiều xe cảnh sát thế này? Giản Đan thắc mắc. Cô nghĩ một lúc, bèn lấy chiếc mũ đen đội lên đầu, điệu bộ rất vội vã. Bác Giản, con xin phép đi trước đây ạ. Giản Phong đột ngột đứng lên, giữ lấy cô. Dịch Nhi, để anh đi cùng với em. Không cần đâu, anh còn phải lo cho ba anh và Giản Đan. Nếu là sói đen thật thì sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Giản Phong nghe như vậy thì liền từ từ buông tay cô ra. Cô chạy ra bên ngoài, bắt đầu lái chiếc xe mô tô đuổi theo xe cảnh sát. Giản Phong đứng nhìn cô mà tự nhủ. Nhất định em phải cẩn thận đấy. Giản Đan có thể nhìn ra sự lo lắng của anh trai đối với cô, nhưng đó không phải là một sự lo lắng bình thường của một người anh. Giản Đan đã phát hiện điều bí mật mà anh trai mình đã giấu kín suốt bao nhiêu năm. Cô theo sau xe cảnh sát tới một nơi vắng vẻ, có vài căn nhà bỏ hoang. Xe cảnh sát đậu ở đó, anh bước xuống, theo sau là một đội ngũ, đến gần chiếc xe tải được nghi là có chứa hàng cấm. Anh ra lệnh cho một người mở cửa ra, thứ trong đó khiến cho mọi người rất bất ngờ. Thử xem trong thùng đó là thứ gì thế? Dạ vâng. Một viên cảnh sát đi vào kiểm tra, 3-4 tên nghi phạm đều bị bắt giữ. Viên cảnh sát sau khi kiểm tra xong thì hấp tấp mà báo cáo. Dạ thưa cảnh sát trưởng, là ma túy ạ. Sao cơ? Anh tiến tới chỗ của nghi phạm bị bắt giữ mà hỏi. Là ai đứng sau đường dây buôn bán hàng cấm của các người? Mấy tên đó chọn im lặng, nhất quyết không chịu nói gì cả. Hai viên cảnh sát dưới trướng vừa hỏi nhưng bọn chúng cũng không chịu trả lời. Cảnh sát trưởng, bọn chúng không chịu nói ạ. Vậy thì đưa về đồn đi. Dạ vâng. Anh thở dài rồi tiến đến chiếc xe mà ra lệnh. Tiêu hủy hết số hàng này đi,
mở rộng điều tra để chắc chắn rằng xung quanh không còn chiếc xe nào giống như thế này. Tuân lệnh. Một viên cảnh sát tìm được thứ gì đó ở trong xe, bèn đưa cho anh. Dạ, cảnh sát trưởng, tôi tìm thấy thứ này ở bên trong chiếc xe. Thứ tìm được chính là một chiếc thẻ, trên đó còn có hình một con sói màu đen. Đột ngột cô từ đâu xuất hiện, giật lấy chiếc thẻ trên tay của anh, vừa thở hồng hộc mà nói. Là sói đen, là bọn chúng đó. Tô Dịch Nhi. Cô quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Tôi chắc chắn bọn người này là đàn em của sói đen. Bọn chúng đâu rồi? Để tôi nói chuyện với bọn chúng đi. Cô định đi nhưng đã bị anh giữ lại rồi quát. Rốt cuộc là cô đang làm cái quái gì ở đây thế này? Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt của anh, nói ra những lời chắc nịch như muốn khẳng định. Chỉ cần là chuyện liên quan đến sói đen thì đều là chuyện của tôi. Xung quanh, các viên cảnh sát khác đang nhìn về hướng của hai người. Anh kéo cô ra chỗ khác để nói chuyện. Cô không chịu mà cứ vùng vẫy. Anh để tôi đi gặp bọn khốn kiếp kia đã. Anh quát lên. Tô Dịch Nhi, cô làm loạn đã đủ chưa? Anh lớn tiếng quát khiến cho cô đứng đơ cả người. Đôi mắt long lanh ánh ngọc nhìn thẳng vào mắt của anh. Đây là nơi cảnh sát đang làm nhiệm vụ, không phải là nơi để một người giống như cô làm loạn đâu. Cô trở về đi. Cô hất tay của anh ra. Không, tôi không muốn về. Tôi muốn nói chuyện. Chỉ là chuyện liên quan đến sói đen là tôi phải tham gia. Tôi phải được biết. Cô cứ thế mà quay đi. Thấy cô cứng đầu đến như vậy, anh đưa tay nắm lấy tay của cô rồi lôi thật mạnh, khiến cho cả người của cô ngã vào trong lòng của anh. Một tay của anh vuốt mái tóc nhẹ nhàng, nói ra những lời an ủi cô. Cô nghe tôi, trở về đi. Chuyện ở đây vô cùng phức tạp, nhưng mà cô yên tâm. Sau khi điều tra rõ ràng, tôi sẽ nói lại tất cả cho cô biết. Cô lúc này mới bình tĩnh trở lại, đồng ý trở về và đợi chờ tin tức từ anh. Anh hứa rồi đấy nhá. Tôi biết rồi. Nói rồi, cô lấy chìa khóa trong túi ra để chuẩn bị lái xe trở về. Đi qua đám nghi phạm đang bị bắt giữ, cô đứng lại để nhìn qua. Bọn chúng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Nhìn hình xăm con sói ở trên tay bọn chúng, cô vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải kìm nén xuống. Cô lái xe trở về, nhìn cô ngồi trên chiếc mô tô đó thật là ngầu hết sức. Mấy viên cảnh sát nhìn cô mà không khỏi suy xoa. Hàn Đăng đứng bên cạnh Mạc Bằng thủ thể. Này, tôi không tin là kẻ từng bị tôi bắt giữ lại trở thành chị dâu của tôi đấy. Thì trên đời này chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Hàn Đăng, có vẻ cậu rất quen thuộc và hiểu chị dâu của cậu nhỉ? Đương nhiên, trước khi làm chị dâu thì cô ấy từng 5 lần 7 lượt bị bắt tới Thiên Xô vì cái tội móc túi đấy. Đàn bà con gái, nhưng mà cô ấy lại không giống mấy kiểu phụ nữ chân yếu tay mềm một chút nào. Mặc Bằng ghé sát tai của Hàn Đăng mà nói. Chị dâu thì phải khác chứ. Người mà đội trưởng chúng ta có cảm giác thì phải là một người phụ nữ không hề tầm thường. Thấy Mạc Bằng và Hàn Đăng thì thầm to nhỏ, anh cau mày. Còn nói chuyện ngoài lề nữa thì đừng trách tôi đuổi việc hai cậu đấy. Dạ vâng, thưa anh. Tối hôm đó, cô lại mặc bộ đồ hầu gái, ngồi bên cửa sổ, một tay cầm chiếc thẻ sói, một tay cầm cuốn sổ bí ẩn mà giản võ đưa cho cô. Cô trầm tư nhìn vào hai món đồ rồi lẩm bẩm nói. Rốt cuộc thì hai thứ này có liên quan gì đến nhau chứ? Thực hiện xong nhiệm vụ, anh trở về, vừa cởi được chiếc áo khoác ngoài đưa cho Gia Kiệt thì anh vô tình nhìn thấy cô. Tấm rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió, khiến cho hình dáng của cô thoát ẩn thoát hiện. Vẻ đẹp mập mờ khiến cho anh mê mẩn. Anh giống như bị thu hút tiến tới chỗ của cô, lại là bộ đồ gây kích thích này. Anh đành phải đánh lảng sang chuyện khác. Tô Dịch Nhi, cô làm gì thế? Nghe thấy giọng nói của anh, cô giật mình đứng lên, giấu hai thứ trong tay ra đằng sau. Anh mới về đấy à? Anh có cần gì không để tôi làm? Cô không cần phải làm người hầu nữa đâu. Bỏ bộ quần áo này ra đi. Tại sao? Miệng anh mấp máy, con mắt thì lẩn tránh ánh mắt của cô. Tôi cho phép cô ở lại đây mà không cần phải trả phí nữa. Thật sao? Thật chứ. Cô nhảy cẫng lên đầy sung sướng mà ôm chầm lấy anh. Hai chân của cô bám chặt vào hông anh, còn hai tay thì vòng qua cổ. Cảm ơn anh, cảnh sát Lục. Cả người của anh mềm nhũn, không dám động vào cô. Mặt anh trắng bệch, bắt đầu thở dốc như khó thở.
Mau, mau cút khỏi người của tôi. Cô vội vàng nhảy xuống khỏi người anh, thẹn thùng vén tóc để lộ ra gương mặt lồ lì xinh đẹp đáng yêu. Nhìn cô như thế này, anh khó lòng mà kiềm chế mắt. Xin lỗi, tại tôi phấn khích quá. Anh cảm thấy nóng trong người nên cởi bỏ chiếc cúc áo bên trên cùng. Ít hầu lên xuống liên tục, còn thấy rõ anh đang đổ ra rất nhiều mồ hôi. Cô tưởng rằng anh bị làm sao, bèn đưa tay lên định lau mồ hôi cho anh. Anh sao thế? Anh hất tay cô ra mà phản kháng. Chẳng làm sao cả. Rõ ràng là anh đang... Cô vẫn nhất quyết lau mồ hôi cho anh. Lúc này anh lại có cảm giác với cô, nhưng vẫn chưa muốn trở thành tội phạm. Anh đã kìm nén, nắm chặt lấy cổ tay của cô mà hét lên. Đừng có động vào tôi, nếu không thì tôi sẽ... Cô tròn mắt mà nhìn anh. Sẽ làm gì? Anh càng nhìn càng bị cô mê hoặc hơn. Anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế này với bất cứ một người phụ nữ nào. Nhưng mà từ khi gặp cô, anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh nhìn cô một lát, rồi nhìn đôi môi căng mọng của cô, ít hầu lên xuống, nghe rõ cả tiếng ực ực. Cô cảm thấy không ổn rồi, sắc mặt của anh đã biến đổi, khác với lúc sáng nay. Anh bị làm sao thế này? Không chần chừ gì thêm, anh lao đến tấn công cô. Dùng nụ hôn đầy ham muốn mà nuốt trọn đôi môi của cô vào bên trong. Nói trắng ra là anh đang cưỡng hôn cô, cưỡng hôn ngay tại hành lang. Cô giật mình trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng mà cô lại không có phản kháng gì. Anh đã chết lịm trong nụ hôn ngọt ngào điên cuồng đó, cứ gặm nhấm đôi môi của cô. Tới đoạn tay của anh bắt đầu luồn vào trong váy thì Gia Kiệt xuất hiện, phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Thiếu gia. Anh bị giọng nói của Gia Kiệt làm cho tắt ngụm cả cảm hứng, nhanh chóng buông cô ra, đứng ra trước, che lấy cô ở đằng sau. Có chuyện gì thế? Mạc Bằng có chuyện muốn nói với anh. Cậu ấy nhờ tôi lên gọi thiếu gia. Cô núp sau lưng của anh, thò đầu ra. Nhìn thấy cô, Gia Kiệt cười gượng. Cô giơ tay lên vẫy vẫy để chào Gia Kiệt. Anh quay lại liếc cô. Cô nhìn anh có vẻ sợ sệt, bèn rụt tay vào. Anh cài lại chiếc cúc áo bên trên cùng, cho hai tay vào trong túi, rồi bước xuống dưới nhà. Đi thôi. Dạ vâng. Cô đứng chừng hừng, nhìn anh cùng với Gia Kiệt bước xuống nhà. Gia Kiệt có chút ngại ngùng vì đã nhìn thấy cảnh nóng giữa anh và cô. Cô đứng đó, cứ nghĩ đi nghĩ lại lúc vừa nãy bị anh cưỡng hôn, bèn đỏ hết cả mặt lên. Cô ôm lấy mặt của mình đang đỏ bừng bừng, lấy lưỡi mà nếm thử đầu môi. Hôn sao? Hôn có vị ngọt sao? Ở dưới nhà, anh đang ngồi trên ghế sofa để nghe Mạc Bằng báo cáo. Tuy là người ở đây, thế nhưng hồn lại lạc đi đâu mất. Đội trưởng, em đã điều tra ra được, sau bọn chúng vẫn còn có người điều khiển. Mấy tên này vô cùng cảnh giác, có tìm được hang ổ của bọn chúng, nhưng mà bọn chúng đã nhanh chân chạy mất. Theo anh thì... Mạc Bằng hăng say báo cáo, nhưng mà khi nhìn anh thì lại thấy anh chẳng hề tập trung mà lắng nghe. Mạc Bằng ngưng lại rồi hỏi anh. Đội trưởng, anh không được khỏe sao? Đâu có đâu, cậu cứ nói tiếp đi. Theo anh thì chúng ta có nên cử người tiếp tục điều tra? Hay là... Đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Tìm hiểu địa điểm tiếp theo của bọn chúng là gì? Nếu như tìm được người đứng sau thì chắc chắn sẽ có thông tin về sói đen. Dạ vâng. Sau khi Mạc Bằng rời khỏi, anh định lên lầu thì cô lại từ đâu chạy ra chặn đường của anh. Cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và Mạc Bằng đã bị cô nghe thấy. Cảnh sát Lục, anh có thể cho tôi tham gia vào đội điều tra của Thiên Du có được không? Anh nhếch miệng cau mày nhìn cô. Cô tưởng Thiên Du là chỗ để cô quậy phá đấy à? Sao anh không thể nào nghiêm túc coi tôi là một người bình thường chứ? Quậy phá sao? Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Anh bật cười xoa đầu của cô. Chính xác, cô là trẻ con rồi. Đừng có nghĩ tới việc vào Thiên Du nữa, sẽ mệt cho cô thôi. Cho dù cô có xin anh thế nào thì đáp lại vẫn chỉ là câu nói không được. Anh cứ như vậy mà bước lên phòng, còn cô thì đứng nghệt mặt ra mà nhìn theo anh. Cô không cam tâm, nếu như chưa thực hiện được mục đích thì cô sẽ không từ bỏ đâu. Nửa tiếng sau, cô sang phòng tìm anh để tính xin anh một lần nữa, nhưng mà kết quả là anh lại không có trong phòng. Cô có nhìn thấy mấy món đồ trong phòng của anh vô cùng bắt mắt thì đi qua mà xem hết một lượt. Cô dừng lại trong tủ để huy chương và bằng khen của anh mà mỉm cười.
tôn vinh cảnh sát trưởng Lục Nam Thành của Sở Cảnh sát Thiên Xô đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ trong 2 năm qua. Nực cười, anh ta cũng nhiều bằng khen quá nhỉ. Cô tới tủ đồ của anh, tò mò quá bèn mở toang cửa tủ ra. Mấy chiếc áo sơ mi của anh được xếp ngăn nắp ở trong tủ. Cô lấy ra một chiếc, ướm thử lên người của mình. Áo của anh ta rộng thật đấy. Mình mà mặc cái này, chẳng cần phải mặc quần luôn ấy chứ. Cô nhìn qua chiếc áo, rồi cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người. Cài cúc xong, cô chẳng khác gì đang bơi trong chiếc áo đó. Thấy vẫn thiếu thiếu, cô lục lọi tìm cà vạt. Tìm được màu mà mình yêu thích, cô thắt lên cổ, cho ra dáng vẻ của một người đàn ông. Cô đến trước chiếc gương mà ngắm mình ở trong gương. Kể ra, nếu mà mình là đàn ông thì cũng thu hút nhiều phụ nữ ấy chứ. Cô đang ngắm nghía bản thân mình trong gương thì đột nhiên anh mở cửa bước vào. Anh đứng đơ người nhìn cô. Cô giật mình quay sang, phát hiện ra anh thì mỉm cười. Lục Nam Thành. Anh bước vào đứng trước mặt của cô. Thì ra cô còn có sở thích trộm áo của người khác sao? Tôi còn tưởng cô chỉ thích móc túi thôi chứ. Ai trộm áo của anh chứ? Anh chỉ tay vào chiếc áo trên người của cô. Thế thì đây là cái gì? Tôi chỉ là muốn mượn anh một chút thôi. Sao thế? Anh có thể coi tôi là một người đàn ông, đồng ý để tôi tham gia đội điều tra của anh không? Sao cơ? Coi cô là đàn ông sao? Anh cúi xuống, nhìn vòng một của cô. Dưới lớp áo đó còn phồng lên như vậy, thì làm sao mà anh có thể coi cô như một người đàn ông được chứ? Anh chỉ tay lên ngực của cô rồi hỏi. Tôi coi cô là một người đàn ông, có vòng một của một người đàn bà sao? Cô lấy tay che ngực rồi gắt gỏng. Chỗ này từ lúc nào đi làm, tôi che đi là được chứ gì? Chỉ cần anh cho tôi vào Thiên Du là tôi sẽ nghiêm túc mà chấp hành. Anh lắc đầu tiến về phía tủ quần áo. Không đời nào, Thiên Du không đời nào thu nhận một kẻ chuyên đi móc túi đâu. Cô bĩu môi, gương mặt bí xị lừa manh. Anh lướt qua tủ đồ rồi quay sang nhìn cô. Cởi ra đi, ngày mai tôi phải mặc cái áo đó rồi. Không, tôi không cởi đâu. Tô Dịch Nhi, cô tự tiện vào phòng của tôi thì thôi đi, lại còn tự nhiên lấy áo của tôi ra mặc. Chưa kể cái thái độ đó của cô nữa, cô muốn chết sao? Có chết tôi cũng không cởi, trừ khi anh đồng ý cho tôi vào Thiên Du, không thì cho tôi làm trợ lý của anh cũng được. Anh bất lực vì cô gái ương bướng này. Biết trước sẽ phải đối mặt với ngày hôm nay, thì ngay từ lúc ở sàn đấu giá, anh đã không phí tiền mà chuộc cô về đây. Anh nghiêm túc nói với cô. Tôi không đùa với cô nữa đâu, cởi ra đi. Không. Cô không cởi có đúng không? Cô lùi về sau, đến khi chạm phải giường thì đột nhiên ngồi phịch xuống. Cô không cởi, thì để tôi cởi cho cô. Anh tiến đến, tự tay cởi cúc áo ra. Cô nắm lấy tay của anh mà hét lên thật to. Anh buông ra, buông tôi ra. Giằng co một lúc, cô lùi anh, rồi cả hai ngã xuống giường. Anh đè nén lên người của cô, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Đột nhiên cô hét toáng lên. Anh đúng là đồ biến thái. Anh vội vã lấy tay bịt miệng của cô lại, lúng túng quay ra cửa, nhòm xem có ai đang chạy lên không. Cô bị anh bịt chặt lấy miệng, không nói gì, cũng không thể nào thở được. Được rồi, tôi đồng ý. Anh nói câu đó xong thì buông tay, lúc này cô mới thôi hét lên, rồi mỉm cười mà nói. Anh đồng ý cho tôi vào Thiên Du à? Không, tôi chỉ cho cô đi làm trợ lý của tôi thôi. Cô đứng phắt dậy, giơ tay phải lên, rồi đứng nghiêm mà nói. Dạ vâng, thưa đội trưởng. Anh ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên xoa trán. Tại sao lại dây phải cô gái phiền phức này cơ chứ? Đến lúc anh ngẩng lên thì thấy cô đang cởi áo ra. Anh nhìn thấy thứ sau lớp áo, bèn gắt gỏng. Cô đang làm gì thế kia? Thì không phải anh bảo tôi cởi áo trả cho anh sao? Tôi bảo cô cởi là cô cởi trước mặt của tôi sao? Vào trong phòng tắm mà cởi chứ. Cô luống cuống cầm theo áo của mình rồi chạy vào trong phòng tắm. Sau khi thay xong, cô ném áo và cà vạt trả cho anh. Áo của anh đấy. Chào sếp, mai tôi sẽ hộ tống anh tới Thiên Du. Về phòng của cô đi. Anh thở dài mà nói. Vâng. Ra khỏi phòng anh, cô sung sướng nhảy cẫng lên. Từ ngày mai, mình trở thành trợ lý của cảnh sát rồi. Vui quá đi mất. Sáng hôm sau, anh chuẩn bị phải tới Thiên Du
Thế nhưng mà cô, trợ lý của anh lại chưa xuống nhà. Xe đã chờ sẵn ở cổng, anh bất lực nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà cáu gắt. Cô ta làm cái quái gì mà lâu thế không biết. Bất ngờ từ trên tầng vang xuống giọng nói của cô. Xin lỗi, tôi dậy muộn quá. Này, cô... Anh quay lại thì ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Cô tự biến mình trở thành con trai, mặc đồ con trai, vòng một hoàn toàn xẹp xuống. Thật là thần kỳ, tại sao có thể từ một cô gái thân hình nóng mắt trở thành một chàng trai hoàn toàn như thế này cơ chứ? Sao? Tôi mặc vậy có sao không? Tôi đến chịu với cô, chúng ta đi thôi. Vâng. Cô theo anh đến Thiên Xô, vừa tới nơi thì tất cả mọi người đã cảm thấy lạ trước sự xuất hiện của cô. Nhưng mà nét mặt đó, dáng người đó thì bọn họ vẫn có thể nhận ra cô là chị dâu của bọn họ. Chị dâu? Là chị sao? Nghe hai từ chị dâu, anh liền quay sang mà liềm nguyết. Chị dâu cái gì chứ? Từ bây giờ cô ta. À không, là cậu ta. Cậu ta chính là trợ lý nam của tôi. Dạ vâng, trợ lý tôi. Nói rồi, cô lon ton theo anh vào trong phòng làm việc của cảnh sát trưởng. Vừa mở cửa ra thì đột nhiên hai người nghe thấy giọng nói của một cô gái xinh đẹp. Nam Thành, anh tới rồi đấy à? Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy, quyến rũ, đến cả cô cũng bị người con gái đó mê hoặc. Cô ta đến bên cạnh anh, khoác tay anh như rất thân thiết. Sáng nay em định tới nhà, nhưng mà lại nghĩ cho anh bất ngờ thì vẫn tốt hơn. Anh lạnh lùng ngồi xuống rồi hỏi cô ta. Cô về khi nào thế? Cô gái đó bèn cúi xuống ôm lấy cổ anh từ phía sau. Em mới về tối qua, nhưng mà em nhớ anh quá, thế nên hôm nay đã tới thăm anh luôn rồi. Cô đứng sừng sững nhìn hai người họ quấn quýt mà thấy tức quá, bèn ho lên vài tiếng. Cô gái xinh đẹp kia ngẩng mặt lên nhìn cô rồi hỏi anh. Cậu thanh niên này là ai thế? Anh hất tay của cô ta ra và trả lời. Là trợ lý của tôi. Cô ta tiến đến chỗ của cô, chủ động đưa tay ra bắt. Chào cậu, tôi tên là Ngô Tuyết Lan. Đối phương đã chủ động chào cô thì cô vẫn nên chào lại. Cô liếc nhìn anh rồi cười gượng, đưa tay ra bắt lấy tay của Ngô Tuyết Lan. Chào, chào cô. Cô gái trước mặt của cô trông có vẻ là con nhà quyền quý, vì nhìn chiếc váy thôi đã thấy nó rất đắt rồi. Những người con gái thân thiện tất nhiên sẽ khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng mà không hiểu sao cô lại cảm thấy không thích người này cho lắm thì phải. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Ngô Tuyết Lan vội vàng lấy điện thoại từ trong chiếc túi da hàng hiệu ra và bấm nghe. Ba, có chuyện gì thế? Con đang ở cùng với Nam Thành. Là ba của Ngô Tuyết Lan, Ngô lão gia của Ngô gia, nổi tiếng trong thành phố này. Ba của Tuyết Lan trước đây cũng là cảnh sát, nhưng đã chuyển sang kinh doanh vàng bạc rồi. Tiệm vàng nổi tiếng ở đây cũng là do Ngô gia quản lý. Vâng, con biết rồi, con về ngay đây. Ngô Tuyết Lan cúp máy, quay lại dùng những lời nói ngon ngọt mà nói với anh. Nam Thành, ba em gọi về có chút chuyện rồi, em về trước đây. Anh chỉ lạnh lùng mà ừ một tiếng. Thấy khách rời khỏi, cô cũng cảm thấy mình nên lịch sự mà chào hỏi một câu. Nhưng mà ai dè... Cô về... Cô ta lướt qua, còn va mạnh một cái khiến cho cô suýt ngã. Điệu bộ kiêu ngạo, giống kiểu không coi ai ra gì. Cô tức giận không thèm nói gì nữa. Sau khi cô ta rời đi, Tô Dịch Nhi lại gần bàn làm việc của anh, chống hai tay xuống bàn mà hỏi. Cô ấy là ai thế? Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, hơi nghiêng đầu, điệu bộ khó hiểu. Không phải, cô vừa mới biết tên của cô ấy rồi sao? Ý của tôi là, hai người có quan hệ gì với nhau? Anh tiếp tục cắm mặt vào chiếc máy tính trước mặt rồi trả lời cô. Cô biết tiệm vàng Ngô Kim không? Là tiệm vàng nổi tiếng nhất của thành phố Vĩnh Xuyên này sao? Phải rồi, cô ta là Ngô Tuyết Lan, con gái đầu của Ngô lão gia. Cô giật mình lấy tay che miệng. Trời đất ơi, vậy thì cô ấy là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc đó sao? Anh không nói gì mà chỉ im lặng. Cô từ bất ngờ đến nghi ngờ, híp mắt lại, cúi người hỏi anh với giọng điệu như tra hỏi. Anh và cô ấy là quan hệ gì thế? Sao nhìn có vẻ thân thiết như vậy chứ? Cô hỏi để làm cái gì? Thì ít ra tôi cũng đang ở nhờ nhà anh,
Lỡ như hai người là cái quan hệ... Không phải, tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là ba của tôi có quen biết với Ngô lão gia thôi. Cô gật gù rồi quay người lại, tới chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống. Anh nhìn cô mà quát. Cô không có việc gì thì đi ra ngoài đi, đừng ngồi lì ra ở đó. Không cần anh phải đuổi, tôi sẽ tự ra. Tại Ngô gia, xe ô tô riêng của Ngô Tuyết Lan vừa dừng lại ở cổng thì hai vệ sĩ từ bên trong đã nhanh chóng chạy tới mở cửa xe. Ngô Tuyết Lan chễm chệ bước xuống, từng bước chân quyến rũ tiến vào bên trong. Biệt thự của Ngô gia to ngang ngửa với nhà riêng của anh, đúng là gia tộc quyền thế. Vừa thấy Tuyết Lan trở về, hai người hầu đứng ngoài cửa đã vội vàng chào. Tiểu thư, cô đã về rồi. Ba tôi đâu rồi? Dạ, lão gia đang ở bên trong để đợi cô, thưa tiểu thư. Ngô Tuyết Lan vừa bước vào trong, vừa mới vào trong phòng khách thì đã nhìn thấy Hoàng Mặc Dương ngồi đối diện với Ngô lão gia. Ngô Tuyết Lan vốn được coi là người con gái xinh đẹp nhất Vịnh Xuyên, thế nên được rất nhiều người đàn ông để ý tới. Vừa nhìn thấy cô, Hoàng Mặc Dương đã đứng dậy, ánh mắt trìu mến nhìn cô ta. Ngô tiểu thư, cô về rồi. Ngô lão gia đang nhâm nhi tách trà, nghe thấy Hoàng Mặc Dương nói như vậy thì bèn quay lại. Ngô Tuyết Lan vốn chỉ thích mỗi mình anh, thế nên không có cảm tình gì với người Hoàng Mặc Dương này. Cô ta óng ẹo bước đến bên Ngô lão gia rồi ngồi phịch xuống. Ba, ba gọi con về giờ này để làm gì thế? Cảnh sát Hoàng đây muốn gặp con. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Uống xong ngụm trà, Ngô lão gia bèn đứng dậy đi vào trong. Ba bốn người hầu đi theo để đỡ lấy ông ấy. Bây giờ thì ngoài phòng khách chỉ còn có mỗi hai người. Ngô Tuyết Lan đứng dậy, tiến tới phía cửa nhìn ra bên ngoài. Anh tới tìm tôi có chuyện gì thế? Hoàng Mặc Dương rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp giống như Ngô Tuyết Lan. Anh ta đứng lên nhìn chăm chăm về phía dáng vẻ kiều diễm của Tuyết Lan rồi tiến tới. Anh ta hít mắt, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm trên người của Ngô Tuyết Lan. Đương nhiên là đến để thăm em rồi. Ngô Tuyết Lan quay lại đẩy Hoàng Mặc Dương ra xa mình. Tránh xa tôi ra. Hoàng Mặc Dương liền với lấy cánh tay, cầm đuôi tóc của Tuyết Lan đưa lên mũi, gương mặt đê mê như rất thỏa mãn. Lâu ngày không gặp em vẫn nóng bỏng như vậy. Tuyết Lan, anh nhớ em lắm đấy. Hoàng Mặc Dương tính ôm chầm lấy Tuyết Lan, nhưng mà cô ta lại nhanh hơn, thẳng tay hất mạnh cả người của Hoàng Mặc Dương, ngã nhào xuống dưới đất. Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của anh và người tôi. Tôi nói cho anh biết, bổn tiểu thư đây không có hứng thú gì với anh cả. Ngô Tuyết Lan quay đầu rời đi. Có phải em vẫn còn thích Lục Nam Thành có đúng không? Hoàng Mặc Dương đứng lên mà hỏi cô ta. Đúng vậy, tôi thích anh ấy đấy, thì làm sao nào? Người đàn ông mà Ngô Tuyết Lan này thích, trên đời này chỉ có Lục Nam Thành mà thôi. Nói rồi, Ngô Tuyết Lan óng mẹo bước lên tầng. Hoàng Mặc Dương tức giận đứng một chỗ, liếc nhìn theo hướng đi của Tuyết Lan. Anh ta cầm phẫn, nghiến răng nắm chặt hai tay. Lại là Lục Nam Thành sao? Cái tên khốn khiếp này. Trong sở cảnh sát Thiên Dô, cô theo anh đến nơi giam giữ của nghi phạm để bắt đầu điều tra thêm thông tin. Cô chưa từng vào nơi này, thế nên không biết sự tráng lệ và nghiêm nghị của nó như thế nào. Đi tới đâu, cô cũng đều mắt chữ A, mồm chữ O, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nơi giam giữ nghi phạm có cần to lớn thế này không? Nó còn to gấp mấy lần cái nhà của cô đấy. Anh trêu. Hai người di chuyển đến một căn phòng kín, thông với căn phòng tra hỏi nghi phạm bên kia là một lớp kính một chiều. Bốn nghi phạm được bắt giữ đang được tra hỏi ở phòng bên kia của tấm kính. Khi anh và cô bước vào, có một viên cảnh sát đang ngồi bỗng đứng lên. Cảnh sát trưởng, anh tới rồi. Sao rồi, đã hỏi được gì chưa? Anh ngồi xuống ghế, còn cô thì đứng ở bên cạnh anh. Viên cảnh sát kia báo cáo với anh. Sau khi tra hỏi, đã cậy được từ bọn chúng một số thông tin. Bọn chúng nói rằng địa điểm giao dịch tiếp theo chính là quán bar Sinai. Cái gì cơ? Cô nghe thấy quán bar Sinai, bèn lập tức chạy đi. Anh vốn định đuổi theo cô, nhưng lại thôi, bởi vì anh còn muốn trực tiếp tra hỏi nghi phạm. Tô Dịch Nhi, rốt cuộc là cô chạy đi đâu chứ? Một tiếng sau, anh quay lại nơi làm việc chính, thì thấy cô đã thay đổi khác. Cô thả tóc để hai bên, phía đuôi tóc có hơi xoăn một chút, mặc một chiếc áo hở vai, một chiếc váy đen ngắn chưa tới đầu gối.
Anh ngơ ngác nhìn cô mà hỏi. Thế này là thế nào chứ? Cô mặc như vậy là để làm gì? Không phải chúng ta phải tới Sinai để ngăn chặn vụ giao dịch thứ hai sao? Mà từ quán bar phải ăn mặc thế này. Nếu như anh cứ mặc bộ đồ cảnh sát bước vào đó thì sẽ rút dây động rừng mất. Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, đúng là không thể nào phủ nhận vẻ đẹp của cô trong bộ đồ tôn giáng này. Mấy viên cảnh sát khác ngồi gần đó thì cũng đều suýt xoa. Chị dâu, chị đẹp lắm. Chị dâu, chị rất hợp với mấy bộ đồ kiểu này. Anh giơ tay dọa đánh bọn họ. Chị dâu, cái quái gì chứ? Tập trung vào làm việc cho tôi. Dạ, dạ vâng. Anh cũng định tới quán bar để điều tra. Thấy cô nói như vậy, anh bèn cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát mà thay vào đó là một bộ vest lịch lãm giống bao nhiêu quý ông khác. Cô cùng với anh và Hàn Đăng mặc bằng tới quán bar Sinai. Nơi này cho dù là sáng hay tối thì đều đông nghịt người. Anh chưa từng tới mấy nơi giống như thế này, thế nên có chút không quen. Vừa bước vào, anh đã bị sự náo nhiệt ở nơi này khiến cho khó chịu. Cô kéo tay anh đi vào trong, đến chỗ trống không có ai, cô bèn đẩy anh ngồi xuống. Dường như cô rất thân thuộc với nơi này, cô tính chạy đi thì bị anh giữ lại. Tô Dịch Nhi, cô đi đâu thế? Anh ngồi đây đợi một lát đi, tôi sẽ dẫn hai bọn họ đi thám thính xung quanh. Cô làm như mình rất quen thuộc nơi này thế. Anh nói đúng rồi đấy, tôi tới đây rất nhiều lần, nhưng mà anh thì chắc là lần đầu. Nhiều lần sao? Thì anh cũng biết rồi đấy, trước đây tôi làm nghề móc túi mà, vào đây thì đương nhiên là sẽ kiếm được rất nhiều rồi. Anh nghe cô ngồi yên ở đây để đợi cô đi thám thính tình hình. Cô dẫn theo Mạc Bằng và Hàn Đăng đi vào bên trong. Khi mà anh không còn thấy ba người họ nữa, anh bắt đầu rót rượu và uống một tí. Anh vừa vào là tất cả mọi ánh mắt đã dồn về phía của anh. Một người đẹp trai như anh đúng là rất hiếm thấy. Ở bên kia, cách xa chỗ của anh ngồi khoảng 4 đến 5 mét, Hoàng Mộc Dương và người của anh ta cũng đang ngồi uống rượu. Một tên đàn em vô tình nhìn thấy anh đang ngồi một mình thì bèn ghé sát vào tai của Hoàng Mộc Dương mà nói. Đại ca, tên cảnh sát họ Lục cũng đang ở đây. Hoàng Mộc Dương một tay ôm một cô gái sexy, một tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, đưa mắt nhìn về hướng của Lục Nam Thành. Hắn nhếch miệng cười nói. Cái tên cả đời không biết đến mùi phụ nữ cũng tới nơi này sao? Đúng là thú vị thật đấy. Tên đàn em kia bật cười rồi đáp. Đại ca, hay là chúng ta đến đó chào hỏi hắn ta một chút đi. Trong khi đó, cô, Mạc Bằng và Hàn Đăng đã tìm được xe ô tô chở hàng cấm đang giao dịch ở trong phòng VIP của quán bar. Cả ba người mở cửa vào trong thì bị bọn chúng phát hiện ra và chạy mất theo đường cửa sổ. Mạc Bằng và Hàn Đăng đuổi theo chúng, còn cô thì nhanh chóng chạy ra ngoài để thông báo cho anh. Bên ngoài không khí nhộn nhịp, nhạc uỳnh uỳnh, tất nhiên là sẽ không thể nào khiến cho người khác phân tâm đến chuyện bọn tội phạm giao dịch hàng cấm. Hoàng Mộc Dương cùng đàn em và tay vịn xinh đẹp của hắn tới chỗ của anh đang ngồi uống rượu. Anh đang nhâm nhi vài ly rượu thì bị Hoàng Mộc Dương tới quấy rối. Đây không phải là cảnh sát Lục sao? Có chuyện gì mà hôm nay lại tới đây thế này? Anh ngước mắt lên nhìn hắn ta rồi nói. Tôi tới đây cũng phải xin phép anh sao? Đâu phải đâu. Ý của tôi là một người đàng hoàng như cảnh sát Lục mà cũng tới những nơi giống như thế này sao? Đúng là hơi kỳ lạ đấy. Cảnh sát Hoàng cũng tới đây đấy thôi. Chẳng lẽ tôi lại không thể à? Hoàng Mộc Dương cứ cười chờ rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh ta còn tùy tiện lấy một ly rượu khác để uống cùng với anh. Thấy anh ngồi một mình thế này đúng là cô đơn. Hay là để tôi tìm người giúp anh thỏa mãn nhé? Nói rồi, Hoàng Mộc Dương quay lại ra hiệu với cô gái sexy đang đứng ở đằng sau. Cô ta hiểu ý của Hoàng Mộc Dương, bèn buông hai dây áo ở trên vai, tuột xuống, tiến đến chỗ của anh, chễm chệ ngồi xuống. Thiếu gia, để em tiếp anh nha. Anh chẳng bận tâm đến cô ta, có đẹp, có ngon thế nào, mà anh vẫn chỉ tập trung uống rượu. Thấy anh không có phản ứng, Hoàng Mộc Dương nâng ly, đồng thời cũng ra hiệu với cô gái kia. Cô ta tiếp tục dí sát vào người anh, hai tay sờ soạng người của anh. Kìa, thiếu gia, người ta đang nói chuyện với anh đấy. Tới đoạn ả ta không thể nào kiềm chế trước vẻ đẹp của anh nữa mà định nhớn người hôn anh, thì cô bất ngờ xuất hiện, lấy tay ôm lấy bàn mặt của ả, hất mạnh ra, khiến cho ả ta ngã ngửa ra ghế.
Ai cho cô được phép làm cái chuyện dơ bẩn với anh ấy chứ? Cô gái kia sợ quá, bèn vén áo mà chạy đi. Vừa nhìn thấy cô, Hoàng Mặc Dương đã bị mê hoặc mà nhìn cô chăm chăm. Ngay từ giây phút cô xuất hiện, hắn đã không còn thích Ngô Tuyết Lan nữa. Ở đâu ra lại có một cô gái xinh đẹp thế này chứ? Thấy Hoàng Mặc Dương nhìn cô không chớp mắt, anh bắt đầu sinh nghi ngờ. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Sao rồi? À, tôi tìm được chúng rồi, nhưng để cho chúng phát hiện chạy mất rồi. Thế nhưng anh yên tâm, Mạc Bằng và Hàn Đăng đã đuổi theo rồi. Hoàng Mặc Dương vẫn nhìn cô, còn là nhìn với ánh mắt thèm thuồng, thích thú. Cô quay ra nhìn hắn rồi hỏi anh. Anh ta là ai thế? Chẳng cần giới thiệu, Hoàng Mặc Dương đã tự mình đứng lên, chỉnh lại vạt áo, rồi giới thiệu, chủ động giơ tay. Chào cô, tôi là Hoàng Mặc Dương, cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Thiên Tân, cũng coi như đồng nghiệp với cảnh sát Lục đây. Rất vui khi được gặp cô ở đây. Cô thấy hắn nhiệt tình thì đưa tay ra bắt lấy tay của hắn. Hoàng Mặc Dương thực sự đang để ý đến cô. Anh thấy hắn có ý đồ không tốt liền tỏ ra khó chịu. Hoàng Mặc Dương cười cười hỏi cô. Không biết người đẹp đây, cô tên là gì? Tôi là... Cô đang định nói thì anh đã xen vào. Cô ấy tên là Tô Dịch Nhi, là trợ lý riêng của tôi. Rồi anh vòng tay ôm lấy eo của Dịch Nhi. Hoàng Mặc Dương nhìn anh ôm eo của cô thì bèn mỉm cười mà nói tiếp. Thì ra là như vậy, tôi cứ tưởng cảnh sát Lục không có hứng thú với phụ nữ. Ai ngờ lại có hẳn một cô trợ lý xinh đẹp thế này đây. Tôi... Cô đang định nói gì đó thì bị anh ôm chặt hơn. Anh không chỉ ôm bình thường mà ngón tay còn vân vê không yên. Cô thấy hơi buồn nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Ai nói với cảnh sát Hoàng là tôi không có hứng thú với phụ nữ thì sẽ không có trợ lý riêng xinh đẹp cơ chứ? Phải, anh và tôi cùng là đàn ông, đều thích phụ nữ xinh đẹp mà. Hoàng Mặc Dương càng lúc càng bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, hắn cứ nhìn cô mãi không thôi. Nhân tiện đây tôi cũng muốn hỏi một chút, Tô tiểu thư đã có bạn trai chưa? Cô lắc đầu rồi đáp. Tôi chưa có. Vậy sao? Nếu thế thì cô có phiền nếu như tôi muốn mời cô... Cảnh sát Hoàng, chúng tôi có việc, phải rời đi bây giờ rồi. Chào anh. Anh đột nhiên đứng dậy rồi nói một câu. Thấy cô chưa đứng lên, anh nắm lấy tay của cô lôi ra bên ngoài. Hoàng Mặc Dương biết chắc là anh không muốn để mình mời cô dùng bữa tối. Hắn đứng nhìn theo bóng sáng của cô đằng sau, vừa nhìn vừa cười. Đàn em của hắn cũng thích thú với cô mà nói. Đại ca, cô gái đó đúng là rất xinh đẹp, còn xinh hơn cả Ngô đại tiểu thư. Vòng một của cô ấy đúng là cực phẩm thế ạ. Không ngờ cái tên Lục Nam Thành chỉ biết ăn chay này mà cũng kiếm được một cô gái ngon đến như vậy. Ngô Tuyết Lan thích hắn, cô gái kia cũng đi theo hắn, đúng là không công bằng. Đại ca, dù gì thì Ngô tiểu thư cũng không thích đại ca. Chi bằng... Tìm hiểu về Tô Dịch Nhi kia cho tôi đi, như Ngô Tuyết Lan cho hắn ta. Còn cô gái kia thì tôi nhất định phải có cho bằng được. Anh kéo cô ra ngoài một cách vội vã như vậy đúng là khiến cho cô rất bất ngờ. Họ ra ngoài xe đang đậu sẵn ở bên ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào anh khiến cho anh khó chịu. Cô nhìn cái quái gì thế? Thích tôi à? Chỉ là câu hỏi bâng quơ, thế nhưng cô lại gật đầu. Không chỉ có vậy mà cô còn nói. Đúng là tôi thích anh rồi đấy, cảnh sát trưởng. Anh nghe cô nói như vậy thì có hơi đỏ mặt nhưng lại cố tỏ ra bản thân mình không hề thích cô. Sao? Cô thích tôi á? Đúng là nực cười. Chẳng lẽ tôi không thể nào thích anh? Im miệng đi. Tôi không muốn cô nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cô lườm anh, đột nhiên phát hiện ra chiếc áo sơ mi bên trong của anh bị dính phải rượu rồi. Cô tiến đến rồi chỉ tay vào chỗ vết bẩn kia. Áo anh bị bẩn rồi này. Anh vội vàng cúi xuống lấy tay lau đi nhưng mà lại không thể nào lau được. Cô bật cười dùng tay che miệng nhưng lại bị anh lôi đi tiếp. Anh lại định lôi tôi đi đâu thế này? Tìm nhà vệ sinh. Tìm nhà vệ sinh thì anh kéo theo tôi để làm gì? Anh quay lại liếc cô khiến cho cô không dám nói thêm bất cứ câu nào. Sau khi tìm được nhà vệ sinh công cộng, anh bước vào trong WC Nam cởi áo ra để lau đi vết bẩn. Anh là cảnh sát, không thể nào để mùi rượu lan ra khắp cơ thể. Cô đứng bên ngoài đợi anh, mặc dù cảm thấy có hơi vô lý, nhưng mà cô cũng không dám cãi anh.
đang lau vết bẩn bằng nước ở bồn rửa thì đột nhiên anh nghe thấy có người trong toilet nói chuyện ở trong điện thoại. Hàng giao tới đâu rồi? Anh tắt vòi nước để nghe rõ hơn cuộc nói chuyện đó. Sao? Gặp cảnh sát sao? Các cậu làm việc cái kiểu gì thế? Đột nhiên tiếng xả nước vang lên, anh vội vã cầm lấy áo, còn chưa kịp mặc vào, đi ra bên ngoài kéo tay cô vào trong toilet, không có người để nghe ngóng. Cô hốt hoảng tính lên tiếng thì bị anh bịt miệng lại. Chịu khó một chút đi. Người nghe điện thoại kia mở cửa đi ra ngoài, tiến tới bồn rửa tay rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. Cái bọn ngu này, hàng đó chính tay ông chủ Garrick đích thân chỉ định đấy. Nếu mà bị cảnh sát bắt thì có phải là tao và cả chúng mày đều chết hết không hả? Cô đang ngọ nguậy nhưng mà khi nghe thấy cái tên Garrick thì lại im lặng để cùng anh nghe cuộc trò chuyện điện thoại của người đàn ông kia. Garrick sao? Là người của sói đen sao? Cô lẩm bẩm trong đầu. Anh nghe cô thì thầm thì bèn cúi xuống hỏi. Cô biết tên đó sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi gật đầu. Toilet thì nhỏ, chỉ đủ cho một người là cùng, nhưng anh và cô đều đang đứng bên trong, thế nên có chút khó chịu. Thân hình của anh đúng là rất bỏng mắt, săn chắc sáu múi, khiến cho cô nhìn vào mà muốn đỏ mặt. Cô áp sát vào ngực của anh, tình thế này thật khó lòng mà kiềm chế. Thôi được rồi, cứ lo chặn bọn cảnh sát đó đi đã, để tao gọi điện cho ông chủ sau, nhớ là cắt đuôi đám cảnh sát đó đi đấy. Sau khi cúp máy, người đàn ông kia cũng rời đi. Thấy yên tĩnh, anh mới mở hé cửa ra để nhìn thử. Chắc chắn rằng tên kia đã rời khỏi thì mới có thể đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cô đã chạy phát ra bên ngoài, hai tay che lấy mắt, cắm đầu cắm cổ mà chạy, suýt nữa thì đập đầu vào tường. May mắn là anh phát hiện, đưa tay ra đỡ lấy cô. Đồ ngốc này, cô che mắt như vậy thì làm sao mà ra ngoài được chứ? Cô hé mắt nhìn anh. Anh vẫn chưa mặc áo, cô lại che mắt đi. Thì anh mặc áo vào đi đã. Cứ làm như cô chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông không mặc áo bao giờ. Anh bật cười rồi nói một câu. Thì đúng là như vậy mà. Anh mặc áo vào rồi nói tiếp. Thôi được rồi, bỏ tay xuống được rồi đấy. Cô bỏ tay xuống, hai bên má vẫn ửng hồng vì xấu hổ. Nhìn cô lúc đó thực sự là rất đáng yêu. Đi thôi. Anh kéo tay cô đi ra bên ngoài. Tại căn cứ bí mật của Gió Đen, ông chủ đứng đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng này tên là Devin, có nghĩa là ác quỷ. Dưới trướng ông ấy có rất nhiều các băng đảng nhỏ khác mà đứng đầu đều là đệ tử số 1 của ông ta. Căn cứ của Gió Đen thực sự không rõ địa phận, nơi này đi đâu cũng có người canh gác rất nghiêm ngặt. Bên trong căn cứ, trong căn phòng to nhất, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, râu ngắn, tóc có phần hơi bạc, tay cầm hai viên trân châu màu đen đưa qua đưa lại. Ông ta chính là Devin, chủ nhân của nơi này. Đột nhiên, một tên mặc vest đen, đeo kính đen bước vào rồi cúi đầu trước Devin. Lão đại, ngài Garrick đã về rồi. Ta biết rồi. Tên đó lại cúi đầu lần nữa rồi bước ra bên ngoài. Tên Garrick, người đã từng đến nhà bắt ba cô, chính là đệ tử số 1 của Devin. Garrick vừa gặp Devin bèn chắp tay về phía trước, hơi cúi người mà nói. Dạ anh. Devin quay người lại liếc nhìn Garrick. Sao, đã tìm thấy cuốn sổ chưa? Dạ, cuốn sổ thì chưa, nhưng mà em đang thực hiện đường sống của chúng ta. Sao, đường sống sao? Dạ vâng, em vừa cho giao dịch hàng loạt tấn ma túy. Nếu như giao dịch thành công, chúng ta sẽ thu lại rất nhiều lợi nhuận. Devin không hề vui trước lời nói của Garrick. Ông tiến đến gần chỗ của Garrick, ánh mắt tức giận. Thế còn nếu thất bại thì sao? Anh, làm sao có thể thất bại được chứ? Vừa nói khỏi miệng, Garrick đã nhận được điện thoại từ đàn em. Alo, có chuyện gì thế? Đại ca, không xong rồi. Người của chúng ta bị bắt rồi. Cái gì cơ? Mấy xe chở hàng của chúng ta bị cảnh sát phát hiện ra rồi. Làm sao đây, thưa anh? Một lũ vô dụng, giải quyết nhanh gọn lẹ, đừng để cho bọn cảnh sát phát hiện ra. Garrick cúp máy, mồ hôi nhễ nhại. Devin đã nghe rõ mồn một cuộc điện thoại vừa rồi, ông không lấy làm hài lòng. Sao cậu vừa nói là sẽ không thể nào thất bại cơ mà? Garrick vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục xuống dưới đất. Anh, em xin lỗi, em không nghĩ rằng bọn cảnh sát có thể phát hiện ra.
David cúi người xuống, nâng lấy cằm của hắn lên. Garrick vừa run vừa sợ, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Mục đích của ta là cuốn sổ, chính xác là cả cái nước này. Đừng để một vài chuyện dở người của cậu phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu vì mấy món hàng cấm ấy mà cảnh sát phát hiện nơi ở của ta, thì cậu sẽ là kẻ chết đầu tiên. Đại ca, xin anh tha cho em sẽ đi giải quyết chuyện này ngay tức khắc. David gật đầu, Garrick vội vàng đứng dậy. Hắn vừa mới đi được vài bước thì đã bị gọi lại ngay. Đứng lại, cậu tính giải quyết thế nào đây? Em sẽ bịt miệng những tên đó lại, sẽ không để cho chúng nói cho cảnh sát đâu. Nên nhớ rằng chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi. Dạ vâng, em hiểu ý của anh rồi. Garrick vội vàng chạy đi, David tiếp tục cầm lấy hai viên trân châu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuốn sổ đó, rốt cuộc kẻ nào là người đang nắm giữ chứ? Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng gần đó, anh và cô lái xe trở về Thiên Sô. Trên đường trở về, hình ảnh lúc nãy của anh cứ hiện mãi trong đầu của Tô Diệp Nhi. Cô quay sang liếc nhìn anh đang chăm chú lái xe, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến mê người. Anh phát hiện ra là cô đang nhìn mình nên bất chợt hỏi cô. Tôi biết là mình quá đẹp trai, khiến cho cô mê mẩn tới như vậy, nhưng mà nếu muốn ngắm thì phải trả thêm phí đấy. Cô hoảng hốt mà nói. Phí sao? Phí gì cơ? Anh có nói điều đó trước đâu chứ? Anh quay sang rồi đáp. Thì không phải tôi vừa nói rồi sao? Ngài cảnh sát à? Nếu như tôi cho anh ngắm lại thì chắc là chúng ta hòa nhau nhỉ? Cô bắt đầu tỏ vẻ dễ thương, làm nũng trước mặt của anh. Anh cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng lại mỉm cười ở trong lòng. Đột nhiên cô hỏi anh. Cảnh sát Hoàng Mặc Dương gì đó, anh ta có quan hệ gì cùng với anh? Tốt hơn hết là cô đừng bao giờ liên quan đến hắn ta. Hắn là một kẻ không nên dính dáng vào thì hơn. Vậy sao? Tôi biết rồi. Xe của anh vừa đến đồn cảnh sát Thiên Sô thì một viên cảnh sát khác đã chạy tới, điều bộ vô cùng hớt hải. Cảnh sát trưởng, không xong rồi ạ. Anh và cô vừa bước xuống xe, ngạc nhiên trước bộ dạng đó của viên cảnh sát. Từ từ rồi nói, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Dạ, nghi phạm mà chúng ta bắt giữ đã chết rồi. Cái gì cơ? Anh và cô liền chạy một mạch vào bên trong. Đúng lúc xác của bốn tên nghi phạm lần trước được đưa ra bên ngoài, anh nhìn theo bèn đứng chặn lại xác của một tên rồi lật chiếc khăn trắng lên. Quả nhiên chính là một trong những tên nghi phạm. Rốt cuộc là tại sao lại khiến cho nghi phạm đồng loạt chết như vậy chứ? Một viên bác sĩ đi vào trong phòng của anh để báo cáo tình hình. Theo như khám nghiệm tử thi thì bọn họ chết vì bị trúng độc. Sao cơ? Trúng độc sao? Tôi không biết là ai làm, nhưng mà chắc chắn độc này có thể ở trong bữa ăn trưa của họ. Độc này là một loại độc hiếm, chỉ phát ra tác dụng khi mà tiếp xúc trực tiếp với cơm thôi. Trong lúc anh đang hoang mang, không biết do kẻ nào làm, thì cô đột nhiên bước vào và phán xét chắc nịch. Là giết người bịt đầu mối rồi, tôi chắc chắn sói đen đã làm chuyện này. Anh ngơ ngác nhìn cô. Sói đen sao? Cô có biết là đồn cảnh sát này canh giữ nghiêm ngặt thế nào không? Người của chúng có thể không vào được, nhưng mà cảnh sát thì tất nhiên là sẽ được rồi, đúng không? Ý cô là có kẻ phản bội sao? Không, nhưng tôi chắc chắn bọn chúng đã giả dạng thành cảnh sát. Nghe cô nói như vậy, anh liền lập tức ra lệnh tập hợp tất cả lực lượng cảnh sát của Thiên Sô. Bởi vì đây là đồn cảnh sát mang tính chất quốc gia, thế nên những người gia nhập cũng khá đông, khoảng hơn 1.000 người. Tất cả bọn họ khi nghe lệnh tập trung của anh thì đều đứng xếp hàng ngay ngắn ở trước đồn. Một viên cảnh sát có chức vụ cao hơn một chút, sau khi kiểm tra xong, bèn báo cáo với anh. Dạ thưa đội trưởng, trừ Mạc Bằng và Hàn Đăng ra, thì vẫn còn thiếu hai người. Sao, thiếu ai? Viên cảnh sát bèn đưa ảnh cho anh xem. Dạ, là hai người này. Cả hai người đều có nhiệm vụ là trông chừng nghi phạm, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện thì họ đã mất tích, không rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, xe của Hàn Đăng và Mạc Bằng đã quay trở về. Mạc Bằng vội vàng chạy đến báo cáo với anh. Dạ thưa đội trưởng, bọn em đã đuổi theo chiếc xe chở hàng cấm đi giao dịch, nhưng mà khi bị cắt đuôi thì phát hiện ra hai tên tài xế đã bị giết chết rồi. Cái gì cơ? Hàn Đăng tiếp lời. Không những vậy, bọn em còn phát hiện ra
xác của hai người khác ở trong xe của bọn chúng nữa. Viên cảnh sát kia đưa ảnh của hai người mất tích cho Hàn Đăng xem. Đúng rồi, chính là hai người này. Chẳng lẽ... Anh tức giận mà quát. Khốn kiếp, bọn chúng đến cả cảnh sát mà cũng dám động vào sao? Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh tuyên bố. Mọi người nghe kỹ cho tôi. Nghi phạm đã chết, tức là mọi manh mối đã bị đứt quãng. Nhưng mà không phải là mất hoàn toàn dấu vết. Mở rộng điều tra, không tha cho một kẻ tình nghi nào hết. Đã rõ chưa? Dạ rõ, thưa đội trưởng. Mọi người giải tán đi. Dạ vâng. Anh vô cùng mệt mỏi mà bước vào trong phòng làm việc. Mở cửa vào trong thì thấy cô thờ thẫn nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay. Cái đó là cái gì thế? Cô bị anh làm cho giật mình, bèn vội vàng cất cuốn sổ đó đi. À, không có gì đâu. Mà tôi nghe nói Hàn Đăng và Mạc Bằng về rồi sao? Họ có bắt được người nào không? Anh ngán ngẩm lắc đầu trả lời. Bọn họ bị cắt đuôi một lúc rồi. Đến khi tìm được thì hai tên ngồi trên xe đã bị giết chết. Sao cơ? Tôi phải đi làm cho rõ chuyện này. Cô đứng phát dậy rồi nói. Cô tính rời khỏi nhưng đã bị anh giữ lại ngay. Cô định làm gì? Định tính sổ với bọn chúng sao? Cho dù có là như vậy thì cô có biết chỗ ở của bọn chúng ở đâu không? Nghe anh nói như vậy, cô dừng lại suy nghĩ. Đúng là bây giờ cô không biết nơi ở của bọn chúng, nhưng mà có lẽ... Tô Dịch Nhi, cô lại định đi đâu? Anh yên tâm, tôi không phải đi tìm bọn chúng đâu. Cô lái chiếc mô tô một mạch đến nhà của Giản Phong. Tới cổng thì cô mở cửa ra bước vào gặp Giản Đan. Tiểu Dịch, chị có chuyện gì sao? Ba của em đâu rồi? Ba em đang ở bên trong. Cô vội vã chạy vào bên trong. Giản Võ đang ngồi trên ghế, biết là có khách nên đã pha sẵn trà. Dạ, bác Giản. Vừa nhìn thấy cô, ông bình tĩnh mời cô vào. Ngồi xuống đây đi, Tiểu Dịch. Cô ngồi xuống nhưng mà không thể nào chờ thêm nữa, cô bèn hỏi. Bác có biết tin tức gì về căn cứ của sói đen không? Hay là việc bọn chúng đang làm không? Giản Võ lắc đầu rồi nói. Nếu là căn cứ thì bác thực sự là không biết. Nhưng mà còn việc bọn chúng đang làm thì nó có liên quan đến cuốn sổ mà bác đưa cho con. Sao cơ ạ? Con có biết trong cuốn sổ ghi cái gì không? Con không biết, nhưng mà con cũng không hiểu. Giản Võ từ tốn giải thích cho cô hiểu. Đó là mật mã để khởi động vũ khí hạt nhân. Bọn chúng muốn chiếm nước chống lại chính phủ đấy. Dạ, sao cơ ạ? Gã Devin đã xác tâm chuyện này từ rất lâu rồi. Nếu như cuốn sổ không bị mất tích thì bọn chúng đã không giáo giết lên như thế rồi.